Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ ra vườn hái một ít hoa quả trong vườn nhà mình. Sau đó mình sẽ vô nhà mình ăn thử ớt chuông. Và những hoa quả gì mà mình thích thì mình sẽ ăn thử cho các bạn xem nha. Đó, rồi xin mời các bạn theo dõi mình hái những trái cây trong vườn hôm nay nha. Các bạn ơi, đây là cây ớt chuông của mình nè, dễ thương chưa, cái trái bự quá chừng nè, đó. Hôm nay quyết định sẽ hái mấy trái này vô, ăn thử, ăn sống nha các bạn, thử cái ớt của mình trồng nó ngon và nó ngọt như thế nào. Đó, đợt trước mình hứa mình ăn thì hôm nay mình sẽ ăn cho các bạn xem nha. Đó, bây giờ sẽ hái. Các bạn ơi, mình thấy những trái ớt này nó dính bụi dơ quá đó. Bây giờ mình rửa sơ chút xíu để mình hái cho trái ớt nó sạch sẽ ha. Wow, nhìn trái ớt tươi ngon thiệt là tươi ha. Bây giờ mình bẻ trái này. Hấp dẫn chưa? Trái này vô chắc ăn giòn lắm ha. Wow, quá đã nha. Mình chưa bao giờ thử ăn ớt sống, ớt chuông sống bao giờ các bạn. Đó, hôm nay theo lời yêu cầu của các bạn thì mình hái vô mình ăn cho các bạn xem. Wow, cái trái này. Ui, uổng chưa các bạn ơi. Mình đụng sao nó gãy mất tiêu rồi. Thôi ok, hái luôn ha. Bây giờ cũng mùa thu tới rồi, mấy cái cành này nó có bông cũng không có ra kịp đâu. Nó được hai trái, ngon chưa? Vô ăn không biết ra sao đây. Trái này còn non nè. À, còn non, hái luôn. Ăn trái non thử nó làm sao ha. Đó, mình được thử trái lớn, trái nhỏ luôn. Ba trái rồi. Còn nguyên cái cành này. Các bạn thấy uổng chưa? Hoa nè, nó nụ nè, gãy mất tiêu rồi. Chút xíu cho con thỏ nha, thỏ khoái lắm á. Để qua một bên đi, ở bên này có một trái nè. Trái bên này bự quá. Qua bên này hái, coi chừng nó sụp xuống đây. Đây, cái trái này ok ha. Wow, đụng cái là đã gãy rồi, nhanh thiệt. Bây giờ á, nhiệt độ nóng rồi lạnh á, nó giòn lắm các bạn. Cây cối rồi đụng cái là nó gãy liền à. Đó, ngon chưa? Ha, được. Bốn trái ớt chuông, một trái nhỏ tí. Nó gãy mất một cành rồi, trái này chắc lớn từ từ ha. Trái này hôm nay chắc có hái không? Thôi để lại đi, hái mình đâu có ăn hết đâu. Mình ăn một trái là đã no rồi đó. Rồi qua bên này kiếm bí các bạn ơi. Biết mấy cái cây này có trái nào không nữa. Ra hoa thôi các bạn. Bí ngồi nè. Đó, mùa thu, mùa lạnh nè. Mùa rụng lá. Ra không biết ra được cái trái nào thì mình hái trái đó. Bữa hôm ở đây có một trái hái rồi nè. Tìm xem có trái nào không. Wow, đã chưa các bạn. Có một trái mà mình không thấy nè. Bây giờ mới thấy nè các bạn. Được trước thấy nhỏ nhỏ rồi quên hái. Bây giờ nó lớn luôn nè. Dễ thương chưa, trái bí ngồi. Thiệt là đã nè. Hái trái này nha. Giờ hái làm sao? Bẻ một cái chắc gãy liền cái gì. Đó, dễ chưa các bạn? Quá chừng dễ ha. Nhìn nó tươi, thiệt là tươi nè. Bẻ cái gãy liền à. Wow, giờ nấu canh ăn nha. Đó, nấu canh nấu gì đó thì nấu. Ý, hôm nay hái được 4 trái ớt chuông, 1 trái bí ngồi. Đây đây đây, để thăm coi trái bí ngồi vàng này hái được chưa. Còn nhỏ quá làm sao mà hái hả. Wow. Hái không? Còn nhỏ quá các bạn ơi. Bên này nữa nè, bên này đang ra cái gì đây. Đang ra bí ngồi nè. Đó, thấy thương chưa bạn. Quá chừng ha. Trái vàng này nó thiệt là thơm đó. Bí ngồi vàng mùi nó thơm lắm. Đụng vô cái lá đó thôi là đã thấy thơm rồi. Ở trên này nữa. Non còn non lắm. Mấy ngày nữa, khoảng 5-6 ngày nữa ra hái ok ha. Ok, đi tiếp. Đi tiếp thôi các bạn. Các bạn ơi, đây là mấy cây dâu mình nhổ dưới đất, mình trồng vô cái thùng này các bạn. Đó, nó đang ra trái, nó đang lớn lên đó nha.
lá nó vẫn còn yếu yếu nhưng mà cũng sống được nè. Đó, đợt trước mình cắt ngó, mình trồng như mấy cái chậu trong này, trồng ít bữa nữa mình nhổ cái cây cà chua này ra là mình trồng ngó dâu vô trong này hết đó. Đó, tha hồ mà ra trái nha. Các bạn ơi, từ nãy giờ hái được mấy trái ớt chuông với trái bí ngô rồi, bây giờ mình tiếp tục tới chỗ này. Đó, cái thùng bí ngô ngang ngược của mình lúc trước, cây bí ngô rất là tốt. Bây giờ mùa thu thì cũng cằn cỗi lắm nhưng mà vẫn có trái để mình hái. Đây, wow, nhìn cái trái đã chưa nè. Đó, mình sẽ hái trái này nha. À, ngon chưa các bạn? Cắn cái ha. Bụi đất không à. Ok, hái. Đó, bây giờ mình sẽ vẽ cái bí ngô này. Wow, đã chưa nè, hấp dẫn chưa các bạn? Như vậy là ăn rất là ngon rồi ha. Đó, mình để bự lên chút xíu ăn cũng ok, nhưng mà bây giờ lò trái nào ra là mình hái liền chứ không thời hư. Đó, bỏ vô đây. Ngon chưa nè, hấp dẫn quá. Chút xíu nữa vô sẽ ăn cái gì về món bí ngô hôm nay ha. Mấy đứa con của mình thì thích xào với thịt heo, thịt bò hay là với tôm gì cũng ngon hết. Rồi tiếp tục đi hái. Wow, cây cà chua đen hôm nay nè, nhìn me chưa, biết có trái nào chín không. Cha, cây cà chua đen ơi, có trái nào chín không nè? Một trái chín, hai trái chín. Wow, đã ha. Vô đây luôn. Hôm nay cái loại đen tươi cũng khó thấy. Cái chua đen đã quá chừng luôn. Có trái nào chín thì mình lo mình tranh thủ mình hái. Đây, trái chín đây. Còn em nào chín nữa, cà chua nào chín nữa đây. Trái này chín chưa? Ok rồi nè, trái này ok ha. Hái luôn. Chua đen ăn ngon lắm các bạn. Đó, xanh, đen, đỏ. Vui ha. Chua đen nó chín vui quá. Đó, nó còn sống vậy nè. Còn sống thì đen xanh, còn chín thì đỏ đen. Ngộ ha. Còn nữa không? Bên này có trái nào không ta? Sơ hở một chút xíu là mấy cái con nó ăn liền. Trái này ok chưa? Hái đi ha. Trái này cũng ok đó. Đem vô mấy ngày là nó chín, nó đẹp lắm. Bỏ vô đây luôn. Hấp dẫn chưa? Đó, đi kiếm cái rổ khác để ha. Cái rổ này sao không thấy đường vậy trơn vậy? Bỏ qua cái rổ này có ok không các bạn ơi? Rổ đen quá không thấy gì trơn. Rổ này ok ha. Oh, ngon quá. Rồi cà chua đen chắc mình bỏ riêng đi ha. Bỏ riêng vô cái rổ này. Ok. Đen mà bỏ vô trong cái rổ đen không thấy gì hết trơn. Đó, 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 đó. Đã chưa? Ngon quá các bạn ơi. Đó các bạn ơi, cà chua lớn, cà chua đỏ của mình bây giờ đã chín rồi nè. Đó, mình mới đụng vô nó rớt được một trái rồi. Nhìn cái trái căng tròn thiệt là đã ha. Quá chừng. Đó, chút nữa vô ăn chắc ngon lắm đây. Bỏ vô đây ha. Rồi tiếp tục ơi, tiếp tục hái nha. Wow, ở trong này nè. Trái nó bự. Đó, mình rọi cho các bạn thấy nè. Cái trái nè. Đã chưa? Cha, quá ngon ha. Thiệt là đã nè. Tươi thì là tươi các bạn. Mê thiệt là mê luôn. Đã quá chừng à. Đó, trời nắng quá, chói không có thấy được gì trơn. Đó, tiếp tục hái, hái. Hôm nay đã thiệt đó. Cà chua nhà mình đã chín. Ngày hôm qua thì qua bên nhà má thăm vườn cà chua, thấy cà chua bên má cũng chín đó. Nhưng mà má hái trước rồi, mình không được hái. Một trái nữa nè. Đã chưa? Hấp dẫn chưa các bạn? Vô trộn, cắt lát mỏng 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 ra ha. Trộn với salad, với thịt bò, với trứng luộc sắc lát, rải ít hành phi lên, rồi bỏ vô ăn thiệt là ngon. Đó, nhìn mấy trái cà chua căng tròn ha.
Ngon chưa các bạn? Nhớ trồng cà chua ăn nha các bạn. Trồng hái thiệt là thích tay ha. Còn nữa không nè. Trái này còn xinh nữa nè. Đó, đụng vô cái rớt ra liền. Cái rổ đen thù lui. Rổ đen thì thấy được trái đỏ các bạn. Đó, nhìn ngon hấp dẫn nè, thấy chưa? Còn rổ đen bỏ mấy trái đen vô đen thui không thấy gì hết trơn á. Để riêng đi. Mấy trái đen này chắc bỏ chung vô với ớt chuông là ok. Đó đó đó, cho vô với ớt chuông. Còn nữa không? Tiếp tục đây nữa nè. Hái nguyên cái cuốn nó mới ngon nè. Các bạn hỏi mình trồng cà chua trộn đất như thế nào? Thì mình trộn nè, cơm thừa nè, rồi rau quả, gốc rau, gốc rồi chuối mình ăn không hết, hay là những rau quả gì trong nhà hư đó mình trộn lại. Mình trộn thì một phân nha các bạn, bốn đất. Đất của mình dùng là đất topsoil đó. Còn nữa không? Mới hái mấy trái đã hết rồi. Được mấy trái nè, chừng này gần nửa ký rồi đó các bạn. Hơn nửa ký đó, nhìn thấy mê chưa? Ngon quá. Còn mấy trái nhỏ này cũng lo mình hái luôn chứ để làm chi ha. Ai mà nó sửa nhà đó, ồn quá các bạn. Wow, cái cây này tưởng hái xong rồi chứ, vẫn còn nè các bạn. Trái nào trái nấy thấy đã chưa? Hấp dẫn thiệt. Trái như vậy chút vô ăn thử xem sao ha. Mấy bữa cũng đã được ăn rồi. Hái làm sao? Rớt. Hái làm sao cầm cho hết tay đây. Tham cầm cho nhiều lên, không biết chứa được bao nhiêu trái ở trong tay nữa. Đó, không nổi nữa rồi, bỏ vô đây đi. Mùa thu hoạch trái cũng vui các bạn. Thu gấp. Wow, con nhện bự quá. Nhìn con nhện nè. May không mình đụng nó cắn một cái rồi, không biết sao nữa. Bự quá à. Giờ làm sao đây? Wow, có trái dâu chín nè. Đổ hết vô trong cái vỏ đen này đi ha. Còn nữa thì cứ hái. Nhện gì đâu mà nó bự quá chừng. Nó chạy đi đâu rồi? Nhìn con nhện này. Nhện này không biết cắn có sao không các bạn ha. Nó bự thiệt là bự. Nhìn con đu ở trên ánh nắng nhìn cũng đẹp quá ha. Đó, cái đó là cái lưng của nó. Mình tiếp tục mình hái thôi. Cà chua tươi thiệt là tươi. Trái gì? Đỏ đẹp quá mất các bạn. Một trái, hai trái, ba trái, bốn trái, năm trái. Đếm sao cho nó chạy nhanh chạy hết. Mệt chưa nè. Sao mình thích màu cà chua quá các bạn. Đẹp, bóng đẹp thì là đẹp ha. Đó, nhìn vậy ai không thích trồng cà chua ta ha. Cà chua ăn cũng ngon chứ bộ. Đó, ở đây có trái dâu chín là bị con gì nó cắn rồi các bạn ơi. Đó các bạn, mấy cái ngó dâu mà mình cắm xuống thùng sau này mà bây giờ nó ra trái chín nè, mà bị con gì nó cắn cho miếng rồi. Đó, uổng chưa. Trái đẹp về tự nhiên cắn cho miếng rồi. Mấy con sen nè, ghê lắm. Thôi cho nó ăn luôn đi. Rồi, hôm nay thu cũng được nhiều chứ bộ. Ở trên này nữa nè. Trên này một mớ cà chua chín nữa nè, đâu có phải ít đâu ha. Đó, lại đổi rổ nữa rồi các bạn. Cái rổ này nó đen, khó thấy quá, tối thui à. Đổi qua cái khay hấp xôi ha, hấp bánh bao. Còn một mớ cà chua ở đây nè. Hái mấy trái nhỏ trước nha. Ngon chưa, ngon chưa? Hái thôi. Nhanh tay lên các bạn. Đi đón mấy đứa con mình nữa nè. Sắp tới giờ nó ra trường rồi đó. Đó, ra khỏi trường là mình đi chạy đi đón.
Hái 10 phút nữa cho nhanh tay lên ha. Xong rồi về lại hái tiếp. Đó, 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 bên này. Đó, đeo cái khay này. Thì nặng quá khiêu nổi nè. Đó, 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 qua đây. Đây, ok ha. Chở đó đi. Ở đây nữa nè. Trái này nứt rồi. Cái nào cứ cũng rắc rối hết trơn. Một cái thì đủ ánh sáng, mà lại đã có một cặp dễ thương đang chèn vô trong cái khung sắt này các bạn. Hái thôi nè. Wow, trái nó tươi đó. Tươi quá tươi luôn á. Thương chưa? Sáng ngời luôn ha. Ngã nữa. Ok, hôm nay được bao nhiêu cà chua thì cứ hái. Nhanh lên, nhanh lên. Nhìn cái trái tí nỉ dễ thương nè. Hái luôn nè. Đây nữa. Ngon ha. Nguyên cái chùm vẫn còn chín được hai trái thôi. Đó. Dưới này nữa nè. Đừng có con nhện hay con gì chích mình nha. Đó, mấy con này. Sợ mấy con rết hay con nhện quá. Ngon chưa? Wow. Ngon chưa các em nhỏ ơi? Đó, mấy em nhỏ cũng thích ươm cà chua. Rồi mấy chị lớn cũng thích ươm cà chua nữa. Không biết bây giờ trồng đã ra trái chưa? Bây giờ thì mình đang thu hoạch. Đó, không thu thì sẽ lạnh hết, hư hết. Còn nữa không? Ở đây nữa nè. Đây nguyên chùm luôn nè. Chùm đây ok mà. Ba trái luôn. Hái. Còn nữa mình hái luôn cho. Hả? Trái này bị nứt rồi à, để đi, tí cho anh thỏ ăn. Thỏ thích lắm. Còn nào nữa? Wow, cà chua dài nè. Ở đâu nữa? Còn nữa không? Nhanh tay. Rồi, đã thu hết cà chua rồi đó các bạn. Ngọt tuyệt vời lắm các bạn. Nhớ sang năm mua mấy cái giống này trồng nha các bạn. Ngon lắm. Đã chưa? Thôi, sắp hết, vô đây một thể ha. Đó, đổ vô nổi không? Hôm nay nè, hôm nay cũng hơi nhiều đó ha. Đó, mới hái được một ít, nhìn thấy đã chưa? Cà chua đen, cà chua bi rồi. Đó, các bạn ơi, mới hái được một ít hoa quả trong vườn, nhìn thấy mê chưa các bạn? Tươi thiệt là tươi, ánh sáng chiếu vô quá đẹp luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi đón mấy đứa nhỏ về, xong rồi mình tiếp tục kiểm tra mấy thùng rau xem nó có gì thì hái. Đó các bạn ơi, mình mới đi đón mấy đứa nhỏ về nhà rồi, bây giờ tiếp tục ra vườn hái trái cây tiếp các bạn. Đây, cầm cái ô thủy tinh nhỏ nhỏ ha, để hái dâu tây, vừa hái Việt Quốc bỏ vô đó. Còn những trái cây này cũng bưng theo luôn ha. Giới thiệu trái sung nè các bạn. Trái sung tội nghiệp của mình mấy ngày hôm nay á, lạnh nóng nè. Đó, bây giờ nó nứt ra, nhìn trái sung thấy ghê quá ha. Không biết ăn còn được không nữa, để mình bẻ ở trong thử nha. Thôi, tí nữa rồi vô nhà rồi tính đi. Giờ nặng quá không có ăn nổi đâu. Cái này nó nặng. Khiêng cái này chắc cũng hơn 2 kg, nặng quá chừng các bạn ơi. Chà, nó nặng. Đó các bạn ơi, hôm nay dâu thì không có trái nhiều, mà thau rổ rồi để dọc quanh xung quanh mấy cái thùng dâu nè. Đó, thì bây giờ mình xem có trái gì thì mình hái thôi nha. Để mình tìm coi hôm nay có trái gì không mà thấy để rổ quá chừng vậy nè. Đó, đâu có trái gì đâu các bạn, nhìn mấy cái trái ngộ nghĩnh thôi à. Không có trái gì mới hết. Không có trái nào chín nè. À, chỉ là hoa thôi. Thùng thứ nhất đã xong, không có trái nào. Thùng thứ hai có trái nào không? Wow, có
có trái nào không đây? Đây 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 đây. Nhìn cái trái đã chưa nè. Đó. Có một trái cũng vui rồi ha. Trái này nó chín, nửa trắng, nửa đỏ. Trái này ăn mới giòn đây. Hôm nay hái là vô nhà ăn tiệc. Tiệc trái cây đó các bạn. Đó, hôm nay mình có mua ớt chuông ở trong nhà, ớt cam, rồi ớt đỏ, ớt vàng. Rồi mình hái ớt xanh này vô nữa, mình thử mình ăn ớt chuông nó như thế nào nha. Đó, trái dầu, được trái dầu này. Thấy cưng chưa? Đó, có một mình một trái thôi, nằm đó đi. Đó, tí nữa hái thêm mà có bạn nha. Còn nữa không? Đây có một cặp nè. Cặp này hươm thôi à, chưa chín. Dầu này là thuộc dạng dầu mềm, hươm thôi, có hái không à? Hái đi ha, trái này ok này, hái luôn. Trái hươm này chứ ăn ngon lắm. Còn nữa không? Đây nè, đây nè. Hái được chưa ta? Thôi, không hái đâu. Kiếm cây khác. Wow, ở đây có trái này, ok nè. Trái này là hái được chắc rồi nè. Hươm như vậy là ok rồi. Hái. Ngon chưa? Sao bây giờ mình hái dâu mình cảm thấy quý quá vậy ta? Sắp tới mùa tạm biệt dâu rồi, không được gặp mấy trái dâu này tới 6 tháng trời á. Từ tháng 10 mà tới tháng phải hơn 6 tháng đó các bạn. Tới tháng 6 mới được gặp lại. Đó, nghĩ là tháng 11, tháng 12, tháng 1, tháng 2, tháng 3, khoảng là 7 tháng mới thấy là được những cái trái dâu này đó. Chuẩn bị đi tạm biệt những trái dâu thân yêu của mình. Đó. Rồi, thùng thứ hai. Đã vậy thôi à? Mấy trái này thôi hái làm gì ha? Ok. Đó, chỉ ra hoa và trái non thôi. Rồi. Thùng thứ ba các bạn ơi. Thùng thứ ba có cái gì không? Hoa nè, dễ thương chưa? Thùng thứ ba chắc nghi không có gì quá. Không có gì các bạn ơi. Coi xung quanh có không. Wow, xung quanh cũng không có gì. Thôi, kéo đi, khiêng không nổi thì kéo. Trái cây, rau quả. Đó, kéo đây ha. Rồi tiếp tục coi. Thùng này thùng thứ tư nè. Thứ tư chỉ hoa. Hoa là hoa, không có trái ta. Trái non thôi các bạn ơi. Đây nè, đây đây đây. Có một trái này hái cũng đỡ buồn ha. Ồ, trái xinh quá chừng. Nhìn mấy trái này là thích thú vô cùng. Ăn giòn vừa ngon nữa. Ồ, thiệt đã hôm nay nè. 4 trái rồi. Mót dâu cũng vui các bạn ha. Từng trái mình mót mình cảm thấy quý. Đó, còn nhiều á. Hái thì không có thấy quý, hay thiệt. Đó, trái gì mà chút xíu siêu gì đây. Hả? Bị con gì nó cắn rồi. Đó. Dâu bubble berry. Bubble berry. Hoa nè, hoa cứ nở ở dưới gốc rồi. Đó, nhiều hoa lắm các bạn ơi. Bây giờ còn ra trái rồi nè, nở hoa thời gian rồi ra trái nè, nhìn cái trái nè. Ngộ quá à. Ra gì đâu mà nhỏ chút xíu siêu. Có trái nào chín không? Ra trái thôi các bạn. Rồi, vậy thôi à, tốt quá chừng ha. Bubble berry quá tốt mà ra trái tệ quá. Kéo đi tiếp. Mấy cái gai này. Mấy gai này nó ghê quá. Đây nè. Vừa xuống một cái là thấy một chùm liền. Khỏi phải tìm kiếm các bạn ơi. Đó, nguyên cái thùng của đó. Vàng vàng ú úa của lá mùa thu đổ ra một chùm. Thiệt là xinh quá. Hái thôi. Rõ chưa? Hái một trái nè. Trái đã chưa? Hái luôn trái này luôn. 3 trái luôn. 2 trái. Thiệt ngon ha. 4 trái. Nố, 3 trái. 1, 2, 3. 3 trái ăn rồi mình nó liệu. Nó liệu, nó lộn, nó xài hòi à. Đó.
Rồi đếm coi 2, 4, 6, 7. Wow, đã thiệt ha. Đã, 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 đã. Đi tìm coi còn trái nào nữa không. Trái nào nữa. Đây có một chùm nè, đang chuẩn bị lớn thôi, chưa có chín được. Có cái nào nữa không ta? Cho ưu đãi được có một chùm vậy thôi hả? À, thôi, thùng cuối cùng này. Thùng này là thùng thứ 8. Thùng thứ 8 có trái nào không? Wow, đây này các bạn. Cha 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 cha. Đã chưa? Có được 2 trái. Ok ha. 2 trái cũng được rồi đó. Trái dâu này ăn hấp dẫn lắm đó, giòn lắm đó các bạn. Mình thì mình thiệt là thích chua. Đó, ăn thấy đã. Rồi bỏ vô đây nha. Hả, hôm nay cũng đâu có tệ đâu ha. Đó, cũng có được vài trái dâu. Tươi quá. Tươi thì là tươi. Đó, nguyên rổ trái cây này. Mê chưa? Rau quả chứ. Đó, cà chua, bí ngồi, ớt chuông, trái sung. Trái sung cũng xếp hàng vô trong này. Nhìn trái sung này, nó chín mà nó nứt ra như vậy, em biết vô ăn có ok không đâu. Đó, lúc đẹp thì không chịu hái đâu. Đợi bị nứt ra rồi vậy mới hái. Đó, đó, đó. Thôi, kể đi, tìm thêm thử có trái nào không. Mấy cây rừng này sao cứ vô trong này mọc hò vậy. Mọc còn ra rễ dài nữa các bạn. Đó, mấy cái cây này. Thiệt tình. Trời ơi, hết dâu rồi. Hết rồi các bạn ơi. Giờ đi qua thùng dâu review nha. Ô trà, nó nặng quá các bạn ơi. Rồi, đã khiêng tới chỗ thùng dâu review ở rồi. Đây, không biết có trái nào không. Đó, review hôm nay chắc không có view nào quá. Nhìn thấy cằn cỗi quá chừng. Ra hoa, mấy cái hoa này đơn lẻ, đơn lẻ. Không có hoa chùm gì hết trơn. Đó, có trái nào không đây. Tệ quá các bạn ơi, không có trái nào hết trơn à. Chỉ có mấy cái chùm hoa rồi ra trái nhỏ nhỏ thôi à. Đây 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 đây. Trái gì đây? Hái đi. Đó, nhìn thấy bộ nó xà xà xuống đất thì mình lo mình hái. Sợ mấy con gì nó ăn quá. Thấy có trái cà chua nè. Trái cà chua đây, hái luôn đi chứ. Hái hay để gì? Hả? Hái đi các bạn. Cà chua vàng thấy tội chứ. Nứt cái chân cái trái này ok không? Trái này hái được rồi nè. Đó, trái này hái hay để mấy ngày nữa. Trái gì đâu mấy cái con này. Thôi hái đi, các bạn thấy không? Mình để là mấy cái con đó nó leo lên nó ăn hết trơn. Hái. Để mấy bữa là nó chín. Chín đẹp lắm, bây giờ mình không hái là uổng, nó hư hết à. Mấy con nó lên cắn, trời, cà chua này là cà chua trắng này, nó chín nó màu trắng, màu vàng. Đó, có chỗ đầu để. Hái, nhét vô chỗ. Trái này mới hái, để ra đây. Trái này trái dâu nè, bỏ vô đây đi. Đó, điền rổ trái cây. Thường ha. Rồi đi tới cây Việt Quất, tuốt hết bỏ vô đây xong rồi vô nhà thôi các bạn. Quả để hái lắm đâu các bạn. Nè, trái dưa leo nè, không biết có hái hôm nay không, hái nhiều quá ăn đâu có hết đâu. Trái dưa leo có hái không ta? Thôi, hái vô mình không ăn uổng lắm. Có trái bí ngồi nè, bên này có trái nào không? Trái bí ngồi này hái nha. Nó lạnh đó, nó ra như vậy là mình phải hái. Hái vô bỏ tủ lạnh để ăn từ từ. Cây này cũng tốt quá chừng ha. Mình gieo hột sau này nè, nó lên đó. Wow, ngon quá. Đó, mấy trái bí ngồi hôm nay? 3 trái đó. Bỏ đây đi. Hết chỗ nằm rồi. Chỗ này để cho Việt Quốc nằm nữa là đủ ha. Hôm nay nè các bạn, vừa xà lách vừa hẹ quá chừng ha. Đó, mấy cọng này là cọng hẹ nè, hành nè, ngã nghiêng ngã ngửa nè.
Đó, trời mưa một trận xuống là salad lên rất là tốt ha. Cộng nào cộng nấy thấy đã chưa? Đó, ngày mai đi, ngày mai ra hái một rổ ăn nè. Cây này cái gì ta? Cây này cái gì giống cây chùm ngay vậy ta? Ngon ha. Rổ rau quả, trái cây của mình để ở đây. Nhìn thiệt là hấp dẫn, đã con mắt thiệt đó các bạn. Rồi mình sẽ xuống dưới này hái trái Việt Quất. Có bao nhiêu hái hết. Đó, mấy ngày hôm nay là mùa thu hoạch, vội vàng, cứ hái cho nhanh vô, càng nhanh càng tốt. Không thôi bị hư trái hết. Đó, hái vô, ăn mệt nghỉ ha. Mùa thu trái mà, tha hồ mà hái. Wow, đã quá, trái nào trái nấy thiệt là đã nè. Bữa hôm đã hái vô ăn, đã thiệt các bạn. Lại không có giờ để quay phim cho các bạn xem. Hôm nay chắc lại có giờ quay phim đây. Đó, ngon chưa? Trái cây nằm riêng, rau quả thì quá chừng luôn. Tiếp tục hái tiếp thôi. Thích quá các bạn ơi. Lúc nào tới hái Việt Quất cũng trời mờ hết trơn. Mà hôm nay vẫn còn ok các bạn. Thấy như vậy cũng được rồi ha. Đó, dưới này có mấy trái nè, nguyên chùm nè. Những cái chùm thấy cân chưa? Có trái nè. Đó, 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 đó. Đen đen nè, tím tím nè. Đây trái nè. Trái này ngon ha. Nhìn dễ thương quá chừng à. À, có cái miệng nhỏ nhỏ ở trên, nhìn như cái le 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 ra, nhìn hơi giống trái lựu các bạn ha. Hơi giống trái lựu chứ bộ, trái lựu nó bự hơn thôi. Chứ trái Việt Quất này hình dạng cũng giống trái lựu đó. Ngon quá. Tiếp tục tiếp tục. Đây có trái đỏ quá nè. Trái đen chứ, đen tím. Nói lộn. Ngon quá. Hồi nãy giờ làm rớt mấy trái rồi đó. Trái này chín mềm nè. Chín như vậy ăn mới ngon nè. Chín mùi luôn. Đây nữa. Đã chưa? Còn nữa không? Wow. Đây 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 đây. Đây đây đây. Trái này ha. Sao bóp họ không tới vậy ta? Đây. Chín mà. Nhìn bóng luôn ha. Thiệt là ngon. Đây nữa. Chín cỡ này là ăn vừa chua vừa ngọt đây. Cái này chắc phần trăm chua nhiều hơn là ngọt đó các bạn. Nhưng mà mình thích không sao hết. Mình rất mê có vị chua. Đó, trái này thấy ngon nè. Đó, được mấy trái rồi. Hấp dẫn chưa? Việt Quất này các bạn. Đó, đổ xuống nha. Nhìn cái tô thị tinh thấy cân thiệt. Ít trái thì mình càng quý các bạn. Đã quá à. Đó, xin ha. Rổ trái cây thiệt đã nè. Còn nữa không? Ồ, bên này nè, bên này, bên này. Bên này, đây, đây, đây. Có mấy trái nè. Còn nữa không? Đây, ở đây ok không? Có thấy rõ chứ gì? Đó, rõ rồi đó. Hái thôi. Cứ rõ là mình hái. Nó nhúc nhích là nó mờ. Đứng im, rõ, thấy chưa? Đây, đứng im. Rõ chưa? Chưa rõ các bạn ơi, sao bây giờ mới rõ này. Đó, sắp chưa, sắp. Nhúc nhích, đây, nhúc nhích rõ rồi đó. À, rớt đâu mất rồi. Hả? Mất tiêu rồi. Tìm nó ra mới được. Nó mất rồi, thôi hái trái khác đi. Rớt rồi, mất tiêu luôn rồi. Đó. Đây, 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 đây. Ok ha. Đâu nữa? Hết chưa? Đây nè. Mấy trái chín nè, núp gì mà núp kỹ dữ. Đây nữa. Hái luôn.
rồi lại rớt. Rớt một cái là tìm ra sao kỳ vậy ta. Ok, chắc đây này. Còn he. Tuyệt quất, dâu, dễ thương quá. Rồi, chắc hết rồi các bạn ơi. Trời bây giờ gió xuống là lạnh. Đó, cây lá rung rinh là lạnh xuống à. Đó, các bạn ơi, đã vô tới nhà rồi các bạn. Đó, chút nữa sẽ ăn thử trái cây. Video riêng nha các bạn. Bây giờ cái video nó hơi dài quá, thì mình để video hái trái cây cho các bạn xem trước, còn video ăn những hoa quả trong vườn với một số ớt chuông màu thì tách riêng ra một video nha. Các bạn nhớ đón xem nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.